Chương tiếp theo, sự bay. Tagore nói trong cuốn Gitaji Ali của mình, trở ngại là dai dẳng, nhưng tim tôi đau khi tôi cố gắng phá vỡ chúng. Tự do là tất cả những gì tôi muốn. Nhưng hy vọng về nó, tôi lại cảm thấy xấu hổ. Tôi chắc chắn rằng của cải vô giá là ở trong ba điều, rằng người là bạn tốt nhất của tôi. Nhưng tôi không có trái tim quét sạch vẻ hào nhoáng trút đầy căn phòng của tôi. Tấm màn che phủ tôi là tấm màn bụi bặm và cái chết. Tôi ghét nó, vậy mà vẫn ôm choàng nó trong tình yêu. Món nợ của tôi là lớn nhất, thất bại của tôi là lớn. Nỗi hổ thẹn của tôi là bí mật và nặng nề. Vậy mà khi tôi lớn để lấy điều tốt cho mình, khi tôi lớn để lấy điều tốt của mình, tôi run rẩy trong sợ hãi, lo lắng rằng lời cầu nguyện của tôi được ban cho. Khó hiểu nhỉ? Tagore là con người đương đại nhất, vậy mà cũng là cổ đại nhất nữa. Lời của ông ấy là cây cầu giữa tâm trí hiện đại và các hiền nhân cổ đại nhất thế giới. Nói riêng, cuốn sách của ông ấy, Gita Najidali, là đóng góp vĩ đại nhất của ông ấy cho tiến hóa nhân loại, cho tâm thức của con người. Nó là một trong những cuốn sách hiếm hoi nhất đã xuất hiện trong thế kỷ 20. Tagore không phải là người tôn giáo theo nghĩa thường. Ông ấy là một trong những nhà tư tưởng tiến bộ nhất. Không truyền thống, không chính thống, nhưng sự vĩ đại của ông ấy tồn tại trong sự hồn nhiên của như trẻ con của ông ấy. Và bởi vì sự hồn nhiên đó, có lẽ ông ấy đã có khả năng trở thành phương tiện của tâm linh vũ trụ. Ông ấy là nhà thơ thuộc loại cao nhất và cũng là nhà huyền môn. Sự tổ hợp như vậy đã xảy ra chỉ một hay hai lần trước đây, trong Kali Gibran, trong Frederick Nietzsche và trong Tagore nữa. Với ba người này, toàn thể phân loại là hoàn chỉnh. Trong lịch sử lâu dài của con người, nó là phi thường. Đã từng có các nhà thơ lớn và nhà huyền môn lớn, đã từng có các nhà thơ lớn với một chút ít huyền bí trong họ, và đã có các nhà huyền môn lớn, người đã diễn đạt bản thân họ trong thơ ca, nhưng thơ của họ lại không vĩ đại. Tagore ở trong tình huống kỳ lạ. Tôi đã nghe nói về một người đàn ông yêu hai người đàn bà đẹp và bao giờ cũng bị rắc rối, bởi vì chỉ một người đàn bà cũng đủ rắc rối rồi. Cả hai người đàn bà này đều muốn biết ông ấy yêu ai nhất. Họ đưa ông ấy đến một chiếc xuồng máy trên hồ và giữa hồ họ dừng lại xuống. Họ dừng xuồng và họ nói với người đàn ông này, chuyện phải được quyết định bởi vì điều đó đè nặng trong lòng chúng em. Một khi chúng em biết, chúng em sẽ dần trở nên dung thứ về điều đó, chúng em có thể chấp nhận điều đó, nhưng vẫn còn trong bóng tối và bao giờ cũng nghĩ về điều đó đã trở thành vết thương. Người đàn ông nói, có chuyện gì vậy, các em cứ nói thẳng ra đi. Cả hai người đàn bà cùng nói, câu hỏi của chúng em là anh yêu ai nhất. Người đàn ông rơi vào trong im lặng sâu sắc. Đó là tình huống kỳ lạ thế ở giữa hồ, nhưng ông ta phải đã là con người của khôi hài lớn lạ. Ông ta nói, anh yêu em, từng người trong các em nhiều hơn nhiều quá. Anh yêu từng người trong các em nhiều hơn người khác. Và cả hai người đàn bà đều thỏa mãn. Đó là điều họ muốn. Anh yêu từng người trong các em nhiều hơn người khác. Khó mà nói về Tagore liệu ông ấy là nhà thơ lớn hơn hay nhà huyền môn lớn hơn. Ông ấy là cả hai, lớn hơn nhau và ở trong thế kỷ 20. Tagore không phải là người bị giới hạn ở Ấn Độ. Ông ấy là lữ khách thế giới và được giáo dục ở phương Tây. Ông ấy liên tục đi khắp thế giới với tới các nước khác nhau. Ông ấy thích là người lang thang. Ông ấy là công dân của vũ trụ. Công dân toàn cầu ấy. Vậy mà gốc rễ của ông ấy lại nằm sâu ở Ấn Độ. Ông ấy có thể bay xa như chim đại bàng ngang qua mặt trời, nhưng ông ấy cứ quay về cái tổ nhỏ của mình. Ông ấy chưa bao giờ mất dấu vết của di sản tâm linh Ấn Độ. Dù nó bị che phủ bởi bao nhiêu bụi, cũng không thành vấn đề. Ông ấy có khả năng lau sạch nó và làm nó trở thành tấm gương mà trong đó người ta có thể thấy bản thân mình.
thơ của ông ấy trong Gitanjali là việc cúng dường các bài thơ ca, các bài ca cho sự tồn tại. Đó là nghĩa của từ Gitanjali, cúng dường bài ca. Ông ấy nói, ông ấy hay nói rằng, tôi chẳng có gì khác để cúng dường. Tôi nghèo như một con chim hay giàu như một con chim. Tôi có thể ca bài ca vào mọi buổi sáng tươi tắn và mứt và mới mẻ trong sự biết ơn. Đó là lời cầu nguyện của tôi. Ông ấy chưa bao giờ đi tới đền chùa nào. Ông ấy chưa bao giờ cầu nguyện theo cách truyền thống. Ông ấy được sinh ra là người Hindu. Nhưng sẽ là không đúng để giới hạn ông ấy vào phần nào đó của nhân loại. Ông ấy là toàn bộ thế. Nhiều lần người ta nói với ông ấy rằng lấy ông thơm ngát với tính tôn giáo, tỏa sáng với tính tâm linh, sống động với cái không biết tới mức thậm chí những người không tin vào cái gì hơn vật chất cũng trở nên bị ảnh hưởng, bị xúc động. Nhưng ông chẳng bao giờ đi tới đền chùa, ông chẳng bao giờ đọc kinh sách cả. Câu trả lời của ông ấy quan trọng minh mông cho bạn. Ông ấy nói rằng tôi chưa bao giờ đọc kinh sách nào. Thực tế tôi né tránh chúng bởi vì tôi có kinh nghiệm riêng của mình về sự siêu việt và tôi không muốn những lời khác bị trộn lẫn vào kinh nghiệm nguyên bản đích thực cá nhân của tôi. Tôi muốn cúng dường cho Thượng Đế đích xác cái nhịp đập trái tim tôi. Người khác có thể đã biết, chắc chắn người khác đã biết, nhưng tri thức của họ không thể là tri thức của tôi được. Chỉ kinh nghiệm của tôi mới có thể thỏa mãn cho tôi, mới có thể hoàn thành việc tìm kiếm của tôi, mới có thể cho tôi tin cậy và sự tồn tại. Tôi không muốn là người tin. Đây là một trong những lời nên ghi nhớ. Tôi không muốn là người tin, tôi muốn là người biết, tôi không muốn là người thông thái. Tôi muốn đủ hồn nhiên để cho sự tồn tại tiết lộ những điều huyền bí của nó cho tôi. Tôi muốn được tôn thờ như thánh nhân. Tôi không muốn được tôn thờ như thánh nhân. Và sự kiện là trong toàn thể thế kỷ 20, không có người nào khác mang tính thần thánh hơn, tính thánh nhân hơn Tagore. Nhưng ông ấy từ chối được thừa nhận như thánh nhân. Ông ấy nói, tôi chỉ có một ham muốn, được ghi nhớ như ca sĩ của các bài ca, như vũ công, như nhà thơ đã cúng dường tất cả tiềm năng của chính mình, tất cả bông hoa của bản thể mình, cho điều thiêng liêng không biết của sự tồn tại. Tôi không muốn được tôn thờ. Tôi coi đó là sự bẽ bạc, bẽ mặt và xấu xí, vô nhân tính và bị loại bỏ khỏi thế giới hoàn toàn. Mọi người đều hàm chứa Thượng Đế. Mọi đám mây, mọi cây cối, mọi đại dương đều đầy tính Thượng Đế. Cho nên, ai định tôn thờ ai đây? Tagore chưa bao giờ đi tới bất kỳ đền chùa nào, chưa bao giờ tôn thờ bất kỳ thần Thượng Đế nào, chưa bao giờ theo cách truyền thống của là thánh nhân. Với ông ấy, nhưng với tôi, ông ấy là một trong những thánh nhân vĩ đại nhất mà thế giới đã biết tới. Tính thánh thiện của ông ấy được diễn đạt trong từng lời của ông ấy. Trở ngại là dai dẳng, nhưng trái tim tôi đau khi cố gắng phá vỡ chúng. Tự do là tất cả những gì tôi muốn, nhưng hy vọng về nó tôi lại cảm thấy xấu hổ. Trở ngại là dai dẳng, nhưng trái tim tôi đau khi cố gắng phá vỡ chúng. Trở ngại là dai dẳng, trái tim tôi đau khi phá vỡ chúng. Tự do là tất cả những gì tôi muốn, nhưng hy vọng về nó tôi lại cảm thấy xấu hổ. Ông ấy đang nói điều gì đó không chỉ về bản thân mình mà về cả tâm thức con người. Những người như vậy không nói về bản thân họ, họ nói về chính trái tim của tất cả nhân loại. Đây là nỗi khổ, nỗi lo lớn nhất. Trở ngại là dai dẳng, cản trở là lớn lao, xiềng xích ngăn cản tự do của bạn. Tôi đã trở nên quá gắn bó với chúng. Chúng không còn là xiềng xích với tôi. Chúng đã trở thành đồ trang sức của tôi. Chúng được làm bằng vàng và chúng rất quý giá. Nhưng trái tim tôi đau bởi vì một mặt tôi muốn tự do, mặt khác tôi không thể phá vỡ được xiềng xích ngăn cản tôi tự do. Những xiềng xích đó, những gắn bó đó, những quan hệ đó đã trở thành cuộc sống của tôi. Tôi không thể quan niệm được về bản thân mình mà không có người yêu của tôi, không có bạn bè tôi. Tôi không thể quan niệm được về bản thân tôi tuyệt đối một mình, trong im lặng, trong sâu sắc,
Bài ca của tôi đã trở thành công cụ của tôi, cho nên trái tim tôi đau khi tôi cố gắng phá vỡ chúng. Tự do là tất cả điều tôi muốn. Đây là tình huống của mọi người, khó mà tìm thấy một người có trái tim mà không muốn bay lên như chim trời, không muốn đạt tới những vì sao xa xăm, nhưng là người cũng biết sự gắn bó sâu sắc của mình với trái đất. Gốc rễ của người đó bị sâu trong đất, sự chia sẻ của người đó là ở chỗ người đó bị gắn chặt với sự tù đày của mình, và niềm khát khao sâu sắc nhất của người đó là về tự do, người đó bị phân chia thay bản thân mình. Người đó bị phân chia bản thân mình. Okay. Đây là nỗi khổ, nỗi lo lớn nhất. Bạn không thể bỏ thế giới đang xiềng xích bạn. Bạn không thể bỏ những người đã trở thành cản trở bạn trong cuộc sống, bởi vì họ cũng là những gắn bó của bạn, niềm vui của bạn. Theo một cách nào đó, họ cũng là việc nuôi dưỡng cho lòng tự hào của bạn. Bạn không thể rời bỏ họ, cũng không thể quên được rằng bạn không thuộc vào thế giới này. Rằng nhà bạn phải ở đâu đó khác. Bởi vì trong giấc mơ của bạn, bạn bao giờ cũng bay, bay tới những chỗ xa xăm. Bạn không thể rời bỏ họ, cũng không thể quên được rằng bạn không thuộc vào thế giới này. Tự do là tất cả những gì tôi muốn, nhưng hy vọng về nó, tôi lại cảm thấy xấu hổ. Sao người lại cảm thấy xấu hổ khi hy vọng về tự do cơ chứ? Bởi vì không ai ngăn cản bạn. Bạn có thể tự do chính khoảnh khắc này, nhưng những gắn bó đó, chúng đã đi rất sâu vào trong bạn. Chúng đã trở thành gần như chính sự tồn tại của bạn. Chúng có thể đem tới khổ sở cho bạn, nhưng chúng cũng đem lại cho bạn những khoảnh khắc hạnh phúc. Chúng có thể tạo ra xiềng xích cho chân bạn, nhưng chúng cũng cho bạn những khoảnh khắc nhảy múa. Đó là tình huống rất kỳ lạ mà mọi người thông minh đều phải đối diện. Chúng ta đã được bắt rễ trong đất và chúng ta muốn tung cánh để bay trong bầu trời. Nhưng chúng ta không thể bị bật rễ bởi vì đất đã là sự nuôi dưỡng của chúng ta, là thức ăn của chúng ta, và chúng ta không thể dừng việc mơ về đôi cánh bởi vì đó là tâm linh của chúng ta. Đó là chính là linh hồn của chúng ta. Đó là điều chúng ta thành người. Đó là điều làm chúng ta thành người. Không con vật nào cảm thấy đau khổ. Mọi con vật đều hoàn toàn thỏa mãn như vậy. Con người là con vật duy nhất không hài lòng về bản chất. Do đó mới có cảm giác xấu hổ, bởi vì con người biết mình có thể tự do. Tôi bao giờ cũng thích câu chuyện cổ này. Một người vĩ đại, một chiến sĩ vì tự do đã du hành trong vùng núi. Người đó ở lại. À, tức là cái đoạn này là xấu hổ tại vì là mình không có đủ can đảm để từ bỏ mà bay lên. Chắc là thế. Tức là xấu hổ về chính cái linh hồn của mình. Chứ không phải là xấu hổ trong cái với người khác vì mình hạnh phúc một mình. Chắc mình hiểu gì. Nhưng hy vọng vì nó tôi lại cảm thấy xấu hổ. Đúng rồi, xấu hổ vì là đau khổ, xấu hổ vì có níu kéo, dính mắc, đủ thứ trò. Ok, tiếp tục câu chuyện cổ. Một người vĩ đại chiến sĩ vì tự do đã du hành trong vùng núi. Người đó ở lại trong một nhà trọ. Ở lại một nhà trọ trong đêm. Người đó sửng sốt rằng trong nhà trọ có một con vẹt. Trong một chiếc lồng vàng và liên tục lặp lại tự do, và đó là chỗ mà con vẹt lặp lại từ tự do, tiếng nó vang vọng khắp thung lũng trong vùng núi non. Người này nói, mình đã thấy nhiều vẹt và mình nghĩ chúng phải nuôi, chúng phải muốn tự do khỏi lồng, nhưng mình chưa bao giờ thấy con vẹt như vậy, cả ngày cả sáng cả tối. Nó đi ngủ, toàn dành cho việc nói về tự do. Ông ta có ý tưởng, vào trong đêm ông ta trở dậy mở cửa lồng. Người chủ đang say sưa và ông ta nói vẹt, bây giờ ra đi. Ông ta ngạc nhiên, con vẹt bám chặt vào thanh ngang của lồng. Ông ấy nói, đi mà, nói lại với nó, mày đã quên mất tự do rồi sao, hãy ra đi. Cửa đang mở và chủ say rồi, chẳng ai biết. Mày cứ bay vào bầu trời đi, toàn thể bầu trời này là của mày mà. Con vẹt bám chắc thế tới mức. Người này nói, có chuyện gì vậy, mày có điên không? Ông ấy cố gắng lôi con vẹt ra bằng tay mình, nhưng con vẹt bắt đầu mổ vào tay ông ta, đồng thời kêu lên, tự do, trong thung lũng vang lên, vang đi vọng lại. Nhưng người này ương ngạnh, ông ta là chiến sĩ tự do mà. Ông ta kéo con vẹt ra và ném nó lên trời, ông ta rất thỏa mãn. Mặc dù tay ông ta bị thương, con vẹt đã tấn công ông ta mạnh nhất có thể làm được. Nhưng người thỏa mãn vô cùng, rằng ông ta đã là một linh hồn tự do, ông ta đi ngủ. Đến sáng người này thức dậy khe thì con vẹt kêu tự do, ông ta nghĩ chắc con vẹt đã phải được trên cành cây
hay tảng đá, nhưng khi ông bước ra, con vẹt vẫn đang ở trong lồng, cửa lồng bị mở, cửa lồng mở. Tôi thích câu chuyện này bởi vì nó rất đúng. Bạn có thể thích tự do, nhưng cái lồng có an ninh, an toàn nào đó. Trong lồng, con vẹt không cần lo nghĩ về thức ăn, không cần lo nghĩ về kẻ thù, không cần lo nghĩ về các thứ trong thế giới. Nó đầm ấm, nó bằng vàng. Không con vẹt nào khác có cái lồng có giá trị như thế. Quyền năng của bạn, sự giàu có của bạn, sự danh giá của bạn, tất cả đều là những cái lồng của bạn. Linh hồn của bạn muốn tự do, nhưng tự do là nguy hiểm. Tự do không có bảo hiểm, tự do không có an ninh và không có an toàn. Tự do nghĩa là bước đi trên lưỡi dao cạo. Lưỡi dao cạo, mọi khoảnh khắc đều nguy hiểm, tranh đấu trên con đường của bạn. Mọi khoảnh khắc đều là thách thức từ cái không biết. Đôi khi trời quá nóng, đôi khi trời quá lạnh, không ai có đó để chăm sóc bạn. Trong lồng, người chủ chịu trách nhiệm. Khi trời lạnh, ông ấy phủ chăn lên lồng. Ông ấy thường để quạt gần lồng khi trời quá nóng. Tự do nghĩa là trách nhiệm vô cùng. Bạn theo cách riêng của mình và một mình. Tagore là đúng. Tự do là tất cả những gì ông muốn, nhưng hy vọng về nó lại. Tôi lại cảm thấy xấu hổ bởi vì vấn đề không phải là hy vọng, vấn đề là nhận lấy hiểm nguy. Tôi chắc chắn rằng, à đúng là thế, mình đoán cũng đúng đấy. Tôi chắc chắn rằng của cải vô giá là ở trong ba điều, và rằng người là bạn tốt nhất của tôi. Nhưng tôi không có trái tim quét sạch vẻ hào nhoáng trút đầy căn phòng tôi. Tôi chắc chắn rằng của cải vô giá là ở trong ba điều, và rằng người là bạn tốt nhất của tôi. Nhưng tôi không có trái tim quét sạch vẻ hào nhoáng trút đầy căn phòng tôi. Khó hiểu nhỉ? Trong thế giới của tự do, trong kinh nghiệm về tự do, bạn chắc chắn có của cải. Nhưng sự chắc chắn này là cũng là phóng chiếu của ham muốn của bạn, là của niềm khao khát của bạn. Làm sao bạn có thể chắc chắn được? Bạn muốn chắc chắn, bạn biết rằng khao khát tự do có đó. Bạn không thể là về tự do vô tích sự. Nó phải là vì cái gì đó giàu có, cái gì đó vô giá. Bạn đang tạo ra chắc chắn về để thu lấy dũng cảm để cho bạn có thể bước nhảy vào cái không biết. Câu tiếp theo là và rằng bạn người là bạn tốt nhất của tôi, nhưng đây là tất cả những gì, nhưng tất cả đều là những giấc mơ đẹp. Nhưng đây tất cả đều là những giấc mơ đẹp. Đây là hy vọng. Sự chắc chắn này là cái lồng riêng của bạn. Sự chắc chắn này là cái lồng an ninh của bạn. Nhưng tôi không có trái tim quét sạch vẻ hào nhoáng trút đầy căn phòng tôi. Có những ý tưởng đẹp trong tâm trí. Tấm màn che phủ trong tôi là tấm mạng bụi bặm và cái chết. Tôi ghét nó vậy mà vẫn ôm trọn nó trong tình yêu. Bạn biết thân thể mình sẽ chết. Thực tế thân thể bạn được tạo nên từ chất liệu chết. Nó đã chết rồi. Nó dường như sống bởi vì cái gì đó sống bên trong nó. Nó tỏa ra hơi ấm và sự sống động bởi vì vị khách ở bên trong bạn. Khoảnh khắc vị khách đó đã bay đi, thực tại thân thể của bạn sẽ được tiết lộ cho bạn. Ta có nói thân thể của chúng ta được làm từ bụi và cái chết. Tôi ghét nó và vẫn ôm trong nó trong tình yêu. Hay nhỉ. Wow. Khoảnh khắc đó vị khách đã bay ra. Thân thể của chúng ta được làm từ bụi và cái chết. Tôi ghét nó vậy mà vẫn ôm trọn nó trong tình yêu. Nhưng khi bạn rơi vào tình yêu với người đàn bà, thế thì hai bộ xương ôm trọn lấy nhau, cả hai đều biết rằng da chỉ là cái da bọc xương. Nếu bạn có thể nhìn vào nhau thực trần trụi, không chỉ không có quần áo mà không có cả da nữa, bởi vì đó là quần áo thực, thế thì bạn sẽ bị choáng, bạn sẽ trốn biến nhanh nhất có thể để được khỏi người yêu. Bạn đã hứa sống cùng mãi mãi, thậm chí bạn sẽ không ngoái đầu nhìn lại, thậm chí bạn sẽ không muốn nhớ lại hiện tượng này. Chuyện xảy ra trong triều đình của một hoàng đế Ấn Độ.
Sa-jehan, ông ta yêu một người đàn bà, nhưng người đàn bà này lại không sẵn lòng cưới ông ta. Ông ta là một trang quân tử, bằng không ông ấy có thể đã cưỡng bức cô ấy. Ông ấy cố gắng thuyết phục cô ấy, nhưng cô ấy đang yêu một trong các vệ sĩ của ông ta. Và khi ông ta phát hiện điều đó, ông ta thực sự phát rồ và cả hai lập tức bị bắt và đưa ra tòa. Sao ác thế? Ông ta định chặt đầu cả hai, thế này thế nọ. Nhưng tể tướng của ông ta là một người rất già, ông ấy đã làm tể tướng cho cha của vua, và Shah Jahan kính trọng ông ấy như cha mình. Nói, tể tướng nói, bệ hạ đừng làm thế, hãy khôn ngoan hơn một chút, điều đó không phải là trừng phạt đâu, thần sẽ cho họ trừng phạt đúng. Ông ấy ra lệnh rằng cả hai sẽ bị trói trần lại với nhau, ôm nhau và rồi bị xích vào cột trụ trong triều. Các quan khác trong triều không thể tin được vào điều đó. Đây là lời trừng phạt gì thế? Điều này dường như là phần thưởng. Đó là điều họ đang muốn, họ được ôm nhau nhưng họ đã sai. Ông già thực sự sáng suốt, tâm lý lớn lao. Hai người yêu kia cũng hỏi, đây là trừng phạt thế nhỉ? Đây là phần thưởng chứ? Họ được ôm nhau với tình yêu lớn lao. Họ bị trói bằng dây thừng cho nên họ không thể trốn thoát khỏi nhau được. Thế rồi bị buộc vào cột trụ. Bạn có thể ôm ai đó được bao lâu? 5 phút, 7 phút, nửa giờ. Sau 24 giờ họ ghét nhau rồi, họ phải thế, không có cách nào khác. Họ vã mồ hôi, thân thể họ bốc mùi đầy đầy chỗ đó phân của họ, không có cách nào thoát ra cả. 24 giờ, ông già này nói, bây giờ cho họ quần áo và cho họ tự do. Ngay khi họ có quần áo, họ chạy biến theo các hướng đối lập, không bao giờ gặp lại nhau nữa. Họ đã gặp nhau đủ rồi. Tấm màn che phủ của tôi là tấm màn bụi bặm và cái chết. Tôi ghét nó, vậy mà vẫn ôm chặt nó trong tình yêu. Sự phân liệt của con người là vậy đấy, cái cá tính chia trẻ của con người là vậy đấy, nhà của con người tự nó bị phân chia, do đó con người không thể tìm thấy bình an. Món nợ của tôi là lớn, thất bại của tôi là lớn, nỗi hổ thẹn của tôi là bí mật nặng nề, vậy mà khi tôi tới để lấy điều tốt của mình, tôi run rẩy trong sự hãi lo lắng, lời cầu nguyện của tôi sẽ được ban cho. Những dòng này có thể được hiểu chỉ nếu tôi nhắc bạn về bài thơ khác của Tagore trong cuốn sách này, Gitanjali. Trong bài thơ đó, ông ấy nói, tôi đã từng tìm và kiếm Thượng Đế lâu tới mức tôi có thể nhớ được trong nhiều, nhiều kiếp sống. Từ chính lúc bắt đầu của sự tồn tại, thỉnh thoảng tôi đã thấy Ngài ở bên cạnh ngôi sao xa xôi. Tôi đã hân hoan và nhảy múa rằng trong khoảnh khắc đó, dù lớn lao, vẫn không phải là không thể đạt tới được. Và tôi đã du hành đạt tới ngôi sao đó. Nhưng vào lúc tôi đạt tới ngôi sao này, Thượng Đế đã đi sang ngôi sao khác rồi. Và điều đó đã diễn ra trong hàng thế kỷ. Thách thức lớn tới mức tôi cứ mãi hy vọng. Tôi đã tìm thấy Ngài, tôi bị thu hút vào việc tìm kiếm. Chính việc tìm kiếm mới mải mê thế, huyền bí thế, say mê tới mức Thượng Đế đã trở thành gần như cái cớ. Việc tìm kiếm bản thân nó đã trở thành mục đích. Và với sự ngạc nhiên của mình, một hôm tôi tới một ngôi nhà ở ngôi sao xa xôi với một dấu hiệu nhỏ phía trước nó. Tôi nói rằng đây là nhà của Thượng Đế. Niềm vui của tôi không còn biết tới biên giới. Vậy là chung cuộc tôi đã tới nơi. Tôi chạy sâu lên bậc, nhảy mấy bậc, đưa tới cánh cửa ngôi nhà. Nhưng khi tôi tới ngày gần một gần hơn cánh cửa, bỗng nhiên xuất hiện trong tim tôi. Khi tôi gõ cửa, một nỗi sợ bỗng nhiên xuất hiện trong tim tôi. Khi tôi gõ cửa, tôi trở nên tê liệt bởi nỗi sợ điều tôi chưa bao giờ biết. Bởi nỗi sợ điều tôi chưa bao giờ biết. Chưa bao giờ nghĩ, chưa bao giờ mơ tới. Nỗi sợ đó là nếu ngôi nhà này chắc chắn là của Thượng Đế, thế thì tôi sẽ làm gì sau khi tìm thấy Ngài? Bây giờ, việc tìm Thượng Đế đã trở thành chính cuộc sống của tôi. Việc tìm thấy Ngài sẽ tương đương với việc tự tử, và tôi sẽ làm gì với Ngài? Tôi chưa bao giờ nghĩ về tất cả những điều này trước đây. Tôi đáng phải nghĩ trước khi tôi bắt đầu tìm cuộc tìm kiếm chứ. Tôi sẽ làm gì với Thượng Đế đây? Tôi
cầm đôi giày trong tay, im lặng, rất chậm chậm lùi lại, sợ rằng thường đấy có thể nghe thấy tiếng động và có thể mở cửa ra nói: "Con đi đâu đấy?" "Ta ở đây, con vào đi." Và khi tôi bước vào những bậc này, tôi bỏ chạy như tôi chưa bao giờ được chạy trước đây. Kể từ đó tôi lại tìm thường đấy, tìm ngài theo mọi hướng và né ngôi nhà nơi ngài thực sự sống. Bây giờ tôi biết ngôi nhà đó phải được tránh ra. Tôi tiếp tục tìm kiếm tận hướng chính cuộc hành trình này, cuộc hành hương này. What the fuck? Sự sáng suốt trong câu chuyện này là mênh mông. Có những người tìm kiếm chân lý chưa bao giờ nghĩ tới. Mình sẽ làm gì với chân lý? Bạn không thể ăn nó được, bạn không thể bán nó được, bạn không thể trở thành tổng thống bởi vì bạn có chân lý. Nhiều nhất, nếu bạn có chân lý, mọi người sẽ đóng đinh bạn. Ông ấy là đúng khi nói: "Món nợ của tôi là lớn nhất, thất bại của tôi là à, món nợ của tôi là lớn, thất bại của tôi là lớn, nỗi hổ thẹn của tôi là bí mật và nặng nề." Vậy mà khi tôi tới để lấy điều tốt của mình, tôi run rẩy trong sợ hãi, lo lắng lời cầu nguyện của tôi được ban cho, bởi vì nói về những điều này là tốt, thượng đế, chân lý, thái đẹp, cái thiện, viết ra chuyên luận về chúng là tốt, có các bằng đại học cấp tiến sĩ để giải thưởng Nobel cho. Nói và viết những điều này là tốt, nhưng nếu bạn thực sự kinh nghiệm bạn chúng, bạn sẽ bị rắc rối. Đó là điều ông ấy đang nói. Tôi sợ là lời cầu nguyện của mình có thể được ban cho. Điều tốt là Thượng Đế điếc, ngài không nghe lời cầu nguyện bằng không đi tất cả. Các bạn sẽ bị rắc rối, lời cầu nguyện bạn sẽ tạo rắc rối cho bạn, bởi vì trong lời cầu nguyện bạn sẽ lãng mạn thế. Cứ hỏi những điều lớn lao mà bạn không thể sống cạnh được. Những điều sẽ trở thành rất nặng và sẽ can nhiễu vào cái gọi là cuộc sống của bạn. Điều cứ diễn ra êm ả mặc dù trong khổ sở. Chân lý trở thành nỗi đau khổ, cuộc sống trở thành nặng nề, chân lý trở thành chất độc cho sâu khát. Chân lý trở thành chất độc cho sâu khát. Chân lý trở thành cái chết cho Anhilamasu. Chân lý trở thành việc đóng đinh cho Jesus Christ. Và bạn cầu nguyện: "Cầu trời xin cho con chân lý, xin cho con phẩm chất thiêng liêng thánh thiện." Nhưng Thượng Đế biết chủ có chủ tâm, cho nên lời thờ cầu nguyện của bạn không thể được nghe thấy, và bạn có thể tận hưởng cả hai cuộc sống khổ sở của bạn và lời cầu nguyện hay của bạn. Lời cầu nguyện sẽ không được nghe đâu, bạn có thể vẫn ghen tị, giận dữ, đầy ghét bỏ và đầy bản ngã, và cứ cầu nguyện Thượng Đế xin hãy cho con khiêm tốn, bởi vì được phúc lành là ngoan ngoãn, xin hãy làm cho con ngoan ngoãn nhưng có chủ tâm. Điều đó không được viết trong kinh sách nào cả, nhưng tôi bảo bạn theo thẩm quyền cá nhân của tôi rằng khi tạo ra thế giới trong 6 ngày, điều cuối cùng Thượng Đế làm là phá hỏng tai mình. Kể từ đó ngài chưa bao giờ nghe thấy cái gì, và kể từ đó chúng ta chẳng nghe thấy cái gì về ngài. Cho nên điều đó là hoàn toàn tốt. Vào buổi sáng khi bạn đi tới đền chùa hay tu viện Hồi giáo, có lời cầu nguyện hay yêu cầu những điều lớn lao, hoàn toàn biết rõ rằng ngài điếc và cứ như là cái ta xấu xí khổ sở của mình. Thế rồi ngày mai bạn làm nó lần nữa và có lời cầu nguyện tốt. Đây là việc thu xếp tốt. Tagore trong thơ của mình đang chỉ ra một chân lý sâu lắng rằng bạn có thực sự muốn thượng đế không, bạn có thực sự muốn chân lý không, bạn có thực sự muốn im lặng không. Nếu bạn hỏi và bạn trung thực, bạn sẽ cảm thấy xấu hổ. Bạn sẽ phải chấp nhận cảm thấy xấu hổ, chấp nhận rằng bạn thực sự không muốn những điều này. Bạn chỉ giả vờ thiền, bởi vì bạn biết bạn đã thiền trong nhiều năm rồi mà chẳng cái gì xảy ra, không có sợ hãi, bạn có thể thiền, chẳng cái gì xảy ra. Một khi cái gì đó bắt đầu xảy ra, thế thì có rắc rối. Một khi cái gì đó bắt đầu lớn lên trong cuộc sống của bạn mà không lớn lên trong trái tim của đám đông bao quanh bạn, bạn sẽ là người lạ.
bạn sẽ là người ngoài, và đám đông chưa bao giờ tha thứ cho người lạ. Đám đông chưa bao giờ tha thứ cho người ngoài, nó tiêu diệt họ. Nó phải tiêu diệt họ chỉ vì sự bình an của tâm trí thiêng liêng nó. Nó phải tiêu diệt họ chỉ vì sự bình an của tâm trí riêng của nó. Người như Giê-xu là sự phiền hà liên tục, bởi vì ông ấy nhắc nhở bạn rằng bạn cũng có thể có cùng cái đẹp đó, cùng sự duyên dáng, cùng chân lý đó, và điều đó gây tổn thương. Ông ấy làm cho bạn cảm thấy kém cỏi và không ai muốn cảm thấy kém cỏi. Và chỉ có hai cách để không cảm thấy kém cỏi, một là trở nên cao siêu, đó là một cách vất vả, con đường dài, nguy hiểm, bởi vì bạn sẽ phải đi một mình. Cách đơn giản hơn là tiêu diệt người cao siêu đó. Thế thì toàn thể đám đông được làm thành người bình đẳng. Không ai cao siêu, không ai kém cỏi, tất cả đều tinh ranh, tất cả đều lừa dối, tất cả đều là tội đồ theo cách riêng của mình, tất cả đều ghen tị, tất cả đều tham vọng. Họ tất cả trong cùng một con thuyền, họ và họ hiểu ngôn ngữ của nhau. Không ai tạo ra ồn ào về chân lý, về thượng đế, về thiền. Mọi người đều hạnh phúc khi không có phận Glotam, không có Sokhat, không có Zarathustra, bởi vì những người này giống như những đỉnh núi cao, còn bạn trông tí hon thế như người lùn, và điều đó gây đau khổ. Họ nói rằng lạc đà không bao giờ đi tới gần núi non, họ đã chọn sống ở sa mạc vì sa mạc là họ là núi đi. Nhưng gần núi họ sẽ trông như kiến, và điều đó gây đau. Cách dễ nhất là quên đi tất cả núi non để nói rằng những núi non đó tất cả đều là huyền thoại, hư cấu, thực tế xa là sa mạc thôi. Cho nên bạn tận hưởng sa mạc, bạn tận hưởng bản ngã của mình, và bạn cũng tận hưởng lời cầu nguyện lại trời xin hãy giải phóng con khỏi bản ngã, làm cho con khuyên tổ khiêm tốn. Vẫn biết hoàn toàn rằng ngài không nghe, rằng không lời cầu nguyện nào được trả lời. Bạn có thể cứ cầu nguyện về bất cứ cái gì mà không sợ, bởi vì bạn vẫn còn như cũ. Bạn sẽ có sự thỏa mãn về việc cầu nguyện cho những điều lớn lao. Đó là lý do tại sao những người không trở thành có tính tôn giáo lại trở thành người Hồi giáo, người Hindu giáo, trở thành Muhammad giáo. Họ không phải là người tôn giáo chút nào. Đây là những chiến lược để né tránh tính tôn giáo. Người tôn giáo đơn giản mang tính tôn giáo, người đó không phải là người Hindu, Mohammed hay Kitô, Phật tử nào cả, không cần. Người đó chân thật, người đó chân thành, người đó từ bi, người đó đáng yêu, người đó nhân bản. Nhân bản tới mức người đó gần như đại diện cho điều thiêng liêng trong thế giới này. Người đó chân thật, người đó chân thành, người đó từ bi, người đó đáng yêu, người đó nhân bản. Nhân bản tới mức người đó gần như đại diện cho điều thiêng liêng trong thế giới này. Không hay nhỉ?